Chào tất cả anh em. Thì hiện tại Kha đang đứng ở một cái vườn mít. Vườn mít này là vườn mít sang đã đầu tư cách đây 2 năm. Và hiện tại giờ mít toàn bộ mít cho trái. Thì mít đây toàn bộ là mít Thái. Và mít ở đây là mít rất là sạch, được trồng hữu cơ, không phân thuốc gì.